Ngon quá chừng luôn nè. Tóc đã hoàn tất rồi nè cả nhà. Cũng mắc cơm tấm cây da. Cơm tấm cây da này nằm trên đường Nguyễn Chu Trinh. Hằng ngày về nhìn nó gì? Lần đầu tiên mẹ ăn cái mít đỏ này luôn á. Thảo với con gái Thảo lần đầu tiên ăn luôn. Đây Thảo mua được một bọc chanh dây nè. Ồ, chanh dây này bên Pháp mắc lắm cả nhà. Thảo mua được chanh dây nè, nó chín nhiều nè, cho nên nó sẽ ngọt. Nếu mà nó còn tươi thì nó không ngọt mấy cả nhà. Mà Thảo mua mấy ngày rồi cái Thảo quên á. Không phải quên mà là không có thời gian làm cái hơi móc ở bên ngoài. Bây giờ không làm là coi như để vài ngày nữa nó sẽ hư. Đó, đây có trọng lượng khoảng tầm là gần 7kg á. Đó, Thảo mua nhiều lắm, một cái bao lớn nè. Thấy bao lớn vậy chứ mình làm ra cái mình lấy hộp á, nó không có nhiều đâu. Giờ Thảo làm nha. Cà tre nhà Thảo nè, ba Thảo nuôi nè. Là trống, là mái. Ôi, lần lượt kéo nhau đi. Trên dây thì mình cắt ra dễ. Cái chanh dây nó tươi á thì mình sắc nó dễ hơn. Còn mà nó chín nhiều á, cái vỏ nó héo á, mình cắt vào á nó khó hơn, bởi vì nó dai á cả nhà. Trông nó không hư gì hết cả nhà ơi. Ngon lắm. Chanh dây Thảo sẽ cắt ra mớ trước, rồi mình nạo xong cái rồi sau đó mình cắt tiếp, như vậy nó lẹ hơn. Chanh dây cái vỏ mà nó càng héo vô á thì chanh dây nó ngọt lắm, nó chín nhiều á. Giờ chanh dây á Thảo làm được như đây nè cả nhà. Thảo sẽ cắt cho đường vào phèn nha. Thảo sử dụng 1kg đường phèn cho cái phần mà chanh dây mà 6,5kg chưa lấy cái nạc ra đó nha quý vị. 1 cốc 4 muỗng cà phê muối nè. Rồi Thảo sẽ trộn đều lên cho đường phèn hòa tan vào trong hỗn hợp chanh dây ha. Cả nhà có thể để đường cắt trắng, đường cắt vàng cũng được luôn nha. Nhưng mà Thảo thích uống cái đường phèn này nè, nó mát. Hôm bữa Thảo mua ở đằng cái tiệm đó đó, cái em đó nói là sơn ướp chanh dây bằng đường phèn á thì nó sẽ ngon, ngọt thanh hơn, nó mát hơn. Rồi vậy là mình làm hoàn tất rồi đó nha. Cái này mình cho vô hũ á, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh, khi nào uống mình lấy đập đá bỏ vô, khỏi cần nước đường nữa nha cả nhà. Cứ vậy mình đổ vô rồi mình uống thôi. Ngon quá chừng luôn nè. Đây Thảo cũng mới vừa nấu xong cháo cá. Cá chín là Thảo vớt ra rồi. Khi nào ăn mình sẽ bỏ vô cho nó nóng ha. Đây Thảo nấu với tôm khô nè. Ngọt nước lắm, ngon. Cháo nấu nhừ nè cả nhà. Đây phần cá lóc Thảo luộc, Thảo đem ra ngoài nè. Khi mà đem ra Thảo đổ nước mắm vô cho nó thấm vào cá, nó mới sẽ ngon nữa nha cả nhà. Chứ không thôi cá mình nó lạc lắm. Như vậy thịt cá nó sẽ thơm. Giờ hai mẹ con Thảo chờ chị Hai làm lai tóc. Trong lúc mình chờ làm tóc á thì người ta có đem nước cho mình uống nữa. Và con gái Thảo đang được nhân viên á lấy tóc để chuẩn bị lai những cái sợi tóc á. Những sợi tóc này là được tẩy trắng rồi sau đó nhuộm cái màu mà mình vừa chọn đó. Cái màu lai tóc á, con gái Thảo chọn là màu khói. Màu trắng khói á, là nó vừa trắng vừa hơi ngà ngà bạc qua cả nhà. Tiệm này có tên là Tam Phúc.
Và em chủ cái tiệm tóc này được bằng khen cây kéo vàng. Cuộc thi làm tóc được tổ chức ở Sài Gòn cả nhà. Thằng Út Thảo thì lăng xăng lộn xộn. Thời gian ngồi chờ làm tóc cũng khá là lâu, cho nên Thảo vào gọi đầu. Gọi đầu ở tiệm thì người ta sẽ massage cổ cho mình, massage vai nữa. Sẵn bữa Thảo đi Phú Quốc về người cũng hơi mệt nên để cho em ấy gọi đầu luôn. Út thì lăng xăng quá cả nhà. Rồi sau khi gọi đầu cũng chưa xong đâu, giờ thì em ấy sẽ tỉa cái chân mày cho Thảo gọn gọn lại. Bữa giờ đâu có thời gian làm đâu cả nhà. Sau khi gọi đầu xong ra thì thấy cái đoạn tóc nó hơi cháy nè, thì cũng cắt ngắn lên chút cho nó bớt cháy cái ngọn cả nhà. Tóc cháy là do khi Thảo duỗi tóc rồi đó, rồi cái ngọn mình hay kéo tóc thẳng á, thì cái máy nóng nó làm cho sợi tóc mình nó sẽ bị yếu và tóc bị cháy ngọn như vậy á cả nhà. Út nhà Thảo chờ mẹ chị Hai hơi lâu cho nên cũng hơi bực bội rồi đó. Cái thời gian tẩy tóc á nó cũng đủ rồi đó, người ta đã xả tóc rồi, bây giờ người ta kéo tóc ra nè. Tóc đã hoàn tất rồi nè cả nhà. Cũng mất khoảng 2 tiếng rưỡi gì đó, hoặc 3 tiếng. Con gái Thảo tóc làm lai chỉ cái lớp bên ngoài thôi, chứ không có làm hết đầu. Nếu như mình làm lai hết đầu á, thì sau này tóc yếu và mình không có thể duỗi tóc được nữa. Lúc đó tóc mình bị hỏng nặng. Sau khi làm tóc xong á, con trai Thảo nó đói bụng, cho nên mẹ con Thảo ghé ngay cái tiệm cơm tấm cây da. Cơm tấm cây da này nằm trên đường Nguyễn Chu Trinh, mà quý vị đi đường Hùng Vương cũng thấy luôn. Bởi vì tiệm có hai mặt tiền á. Nhìn ngon quá chị ha. Ờ, hằng ngày thì nhìn nó gì. Ngoài nó vàng, ờ, nó vàng đi. Sáng nó vàng tư. Hồi này bà chả lên mà bà tét rồi. Quán cơm á, nằm sát cây da luôn. Cây da có hơn 100 tuổi. Bán đắt lắm. Mở hơn cũng mấy chục năm rồi cả nhà. Lúc Thảo còn bé ở đây á, có một bà năm cô đơn sống ngay cây da. Bà ở quanh quẩn ở cây da suốt năm này qua năm khác ở đó. Có lẽ theo thời gian thì bà năm cô đơn đã qua đời rồi, vì bà cũng lớn tuổi á. Giờ thì đĩa cơm tấm con Út cũng đem ra rồi. Chan nước mắm cho con nha. Ngon không? Thảo kêu cho Út á, cái đĩa cơm nem nướng lụi nè, ngon và đặc biệt nhất ở đây. Có kèm theo là nước súp, trong đó là có tôm khô, khô mực, củ sắn, hành. Đĩa cơm là có hành, cơm tấm, dưa chua, có dưa leo. Rồi bóc tay luôn kìa. Lấy nĩa chứ. Con lao tay cho em đi. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Thảo đưa Út Thảo lại đây ăn cơm tấm thịt lụi nướng này đó. Hồi đó Thảo thích ăn cái món này nhất nên gọi thử cho Út ăn. Ai dè ảnh khoái quá chừng. Út ăn giỏi quá. Sau khi Út nó ăn cũng gần hết cái đĩa cơm rồi thì quán rất là đông khách luôn cả nhà. Thằng Út ăn xong thấy khát nước á, cho nên gọi lon nước cho anh uống nè. Cái tiệm này nằm ở trên đường Hùng Vương á. Quý vị hỏi cơm tấm cây da nằm trên đường Hùng Vương hoặc là Nguyễn Chu Trinh á, là người ta chỉ cho hả? Khi mẹ con Thảo về đến nhà đó, soạn mớ trái cây ra để mẹ con ngồi ăn. Tại lúc nãy đi không có ăn gì á. Sẵn tiện Thảo dọn cái tủ lạnh cho mẹ Thảo gọn gọn lại vài bữa nữa làm đám giỗ để chứa đồ cho nó đủ. Trong đĩa trái cây này cũng có nhiều loại lắm. Tí nữa thì Thảo sẽ giới thiệu sau nha cả nhà. Mẹ con Thảo xin chào lại cả nhà. Hồi nãy hai mẹ con Thảo ngồi nhìn thằng Út ăn mà đói bụng quá, giờ làm hai mâm trái cây này
ăn cho no nê luôn, không ăn cơm chiều đâu ha. Con chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú. Cái này về đây nói tiếng Việt nhiều á, chị cũng gành ghê lắm. Giờ con ăn cái gì trước đi? Nè, mít. Sao giống nhau vậy? Mít, mít này là mít vàng nghệ. Cái này là mít hả? Mít đỏ con. Ngọt quá ha. Ngọt gắt luôn á cả nhà. Cái này có hột. Có hột ha. Con gỡ ra. Này á, lần đầu tiên mẹ ăn cái mít đỏ này luôn á. Thảo với con gái Thảo lần đầu tiên ăn luôn. Thấy trên mạng đăng á, mà bữa nay về mới được ăn. Mít giòn ngon không? Mít này nó ngọt theo kiểu mà nó thanh hơn cái mít vàng. Mít vàng nó ngọt gắt. Mà cái mít đỏ nó không có giòn bằng ha. Mít đỏ này nó mềm hơn cái mít vàng đó cả nhà. Mày thích cái mít nào không? Bạn thích cái mùi thơm của mít đỏ. Có cái là nó không giòn bằng cái mít vàng thôi. Mẹ ăn rồi mẹ mới nhớ cái mít đỏ này nè, họ làm xong họ để cái hộp luôn cả nhà, không để ý luôn. Còn mít vàng họ lấy hộp ra rồi. Con vậy là họ thay bán lắm. Cái mít đỏ mắc. Ở đây nó ngọt hơn bên Pháp á. Đúng rồi, tại vì ta hái đấy, ta đem lại đây ta bán liền á. Còn bên Pháp rồi từ đây treo qua bển không biết tuần hai tuần là mới được ăn, đúng không? Thôi. Hôm nay mẹ con Thảo ăn không biết bao nhiêu loại trái cây nữa. Hai loại mít, thanh long, trái vải, mận, nhãn, ổi, xoài, thanh long. Anh nhậu với xe đấy. Úc qua đây nè. Úc qua đây ngồi. Úc qua đây ngồi với mẹ. Cho Úc tham gia nữa. Vậy hai đút Úc đi. Hay Úc cầm ăn đi. À vâng, ngon lắm á. Ngon, con thấy ngon không? Ngon thì sao? Đưa ngón tay lên. Đây, để mẹ lột. Kỳ này dọn sạch trái cây trong tủ lạnh của bà ngoại luôn. Thấy không? Nói chứ, tiết lộ cho cả nhà nghe nha. Cũng còn mấy loại lận á. Nhưng mà để không đủ nữa. Để như đây thôi. Nè, trái cây mùa này nó rẻ lắm cả nhà. Còn bên Pháp thì nó mắc hơn. Còn Việt Nam mình thì mấy cái này nó rẻ quá chừng luôn á. Mua cái 1 ký, 1 ký, 1 ký đầy nhóc đó con ha. Không hả? Học dễ thiệt, nói khiếu là cả nhà. Tính ăn gì? Tính ăn mít nữa mà không. Dạ ăn nhãn. À ăn thanh long hả? Mình lại lấy cho. Con trai lớn Thảo cũng thích thanh long, trai nhỏ cũng thích thanh long.
đưa Út cầm giờ là dơ tay tùm lum luôn á. Nãy giờ con ăn mấy loại rồi? Chim. Chim. Không biết luôn. Ừ. Gỡ cho em nè con. Thêm ra. Con ăn không? Út giờ hết ăn trái cây rồi, ăn qua ship rồi. Ừ. Ship ở bên đây lạ lắm, có trứng muối rồi nè. Không biết bên Pháp mình có trứng muối chưa cả nhà. Chứ bên hai đó... mẹ con ăn trái cây, hồi con gái Thảo thua cuộc rồi. Ngày sau ngồi. Chứ chỉ ăn chi energy cái gì vô cái chỉ bị ngứa cổ. Bây giờ tới Thảo chiến đấu tiếp. Giờ lấy trái mặn ăn nha. Mặn mà chấm vô muối ớt là sao cả nhà. Mặn này mọng nước luôn. Kỳ Thảo đem mặn bên đây qua vận chuyển và nó héo, nó úng nhiều á. Dạ, thả ăn quá trái nhãn nha. Nhãn xuồng mùa này do mùa đó cũng 25-30 diện ký. Cái nhãn ngọt gắt luôn mà nó tươi trong luôn á cả nhà. Ngon. Rồi Thảo gọt ổi nha. Ăn nhiều trái cây đụng độ vậy không biết có sao nữa nha. Có gì ngày mai Thảo cho cả nhà hay. Ăn nhãn ngọt, ăn qua ổi nó chua mà nó lạc. Bây giờ nó ngọt ngọt lại một chút rồi. Giờ Thảo gọt xoài rồi. Thảo gọt kiểu này. Khỏi gọt vỏ. Ăn này cho lẹ. Mời cả nhà. Xoài ngọt thanh luôn á. Trái cây muốn ăn ngon mình để vô tủ lạnh đem ra ăn. Ngon.
thanh long nãy con Út ăn còn nè. Về mùa này á, mưa nhiều lắm cả nhà. Rồi bữa đi Phú Quốc ra ngoài hên sao mà qua mấy ngày á, cái ngày gần về á nó mới mưa. Chứ không thôi mà nếu mà đi qua bên Phú Quốc mà gặp bão á, mưa tơi tả luôn á. Coi như là cực, không có đi đâu được trơn á. Tại vì mình đi mấy chỗ mà có bãi biển này kia, mưa gió vậy đâu tắm được, trời lạnh. Ôi, video của Thảo đến đây xin tạm dừng nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi video của mẹ con Thảo. Nếu như thấy thích kênh của gia đình Thảo thì đừng quên cho Thảo một cái like và đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới tiếp theo nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Bye.